động của cái van tăng nhiệt. Thì nếu mà khi xe của chúng ta, nếu các bạn phát hiện ra rằng xe của các bạn bị hao nước, làm mát, máy nóng lên rất nhanh, thì sau khoảng 5 đến 10 phút thôi, sau khi xe chúng ta nổ tại chỗ, máy nóng lên rất nhanh, thì chứng tỏ cái hệ thống làm mát của xe nó đã bị hỏng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng máy nóng lên, thì do cái nguyên nhân chính đó là cái van tăng nhiệt này. Máy nóng lên do cái van tăng nhiệt này. Thì ở đây mình có hai cái van tăng nhiệt, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái chi tiết cấu tạo của cái van tăng nhiệt này, và thứ hai là cái cách kiểm tra hoạt động của cái van này xem là nó có hoạt động tốt hay không. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem thì cái cấu tạo của cái con van tăng nhiệt này. Thì các bạn thấy thì như các bạn thấy trên màn hình thì cái con van tăng nhiệt này nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ có cái lò xo này, lõi thép này, đơn giản mấy đôi. Cái tên gọi từng chi tiết trên cái van tăng nhiệt này thì như các bạn thấy thì cái đầu trong này thì nó là cái một cái bít tông, người ta gọi đó là cái bít tông đậy đấy, cho tay mình đang chỉ đây, nó là cái bít tông đậy. Những cái cạnh ngoài đây mà bao trùm đây thì nó là cái vỏ của cái van tăng nhiệt, vỏ bao trùm. Trên này nó là cái lò xo đậy, cái bít tông đậy, trên này nó là cái bít tông đậy, bên ngoài này nó là cái vỏ van tăng nhiệt. Cái còn bên dưới này nó là cái lò xo hồi của van. Bên trong cái lò xo này các bạn nhìn thấy có cái thân trong này, thì bên trong này nó là cái cảm biến thủy ngân. Và cái van này nó mở ra, nó hoạt động, tức là nó đẩy cái miếng cao su trong này ra là để cho nước nó qua, thì cái lò xo này nó ép được cái lò xo này lại, thì nó dựa vào cái con cảm biến thủy ngân trong này. Khi nhiệt độ nước nóng bao nhiêu thì cái con cảm biến thủy ngân này nó sẽ ép cái lò xo này lại và để mở cái van trên này ra, thì như vậy nước sẽ tuần hoàn qua đây. Và khi cái van tăng nhiệt này nó bị hỏng thì nó sẽ ngăn cái nước làm mát lưu thông trong toàn bộ hệ thống và nhiệt độ làm việc của động cơ, bởi vì là nó luôn đóng lại thì nó sẽ ngăn cho cái nước làm mát ở động cơ nó không ra ngoài két làm mát được, nên là nó động cơ sẽ nóng lên rất nhanh. Đấy, như các bạn thấy đây là nó đang đóng lại này. Để nhận biết van mở rung thì các bạn nhìn thấy này, cái cao su này rất kín này, do cao su này cũng rất kín này, do cái lò xo này nó sẽ ép xuống. Đấy, đây là van đang trong tình trạng đóng. Còn khi van mở thì khi mà nước trong động cơ chúng ta nó đủ nóng rồi thì van này nó sẽ mở ra, đồng thời nó mở ra thì nó sẽ làm cho nước ở trong động cơ nó chạy ra ngoài két làm mát, và từ đó thì quạt gió nó sẽ giải nhiệt cho cái nước làm mát này. Và khi cái van tăng nhiệt này nó bị hỏng thì nó sẽ ngăn cái nước làm mát lưu thông trong toàn bộ hệ thống ở cái nhiệt độ làm việc của động cơ, bởi vì nó luôn đóng lại thì nó sẽ khiến động cơ nó nóng. Và khi mà cái van này nó đóng liên tục như thế này thì nó sẽ làm cho cái nước ở trong nước nóng trong động cơ nó sẽ không
nóng, nhiệt báo rất cao. Bây giờ thì mình có hai cái con van hàng nhiệt ở đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bằng mắt thường xem là cái con hai van hàng nhiệt này nó còn hoạt động tốt không. Thì như các bạn thấy thì hai cái con van hàng nhiệt này thì nó đây, các bạn thấy đây, mình vừa nói rồi, thì ở đây thì nó van của nó vẫn còn đóng rất ít. Mất nguồn đóng rất tiếp, tức là nó vẫn chưa hoạt động. Và cả con này còn cũ rồi. Đấy, van của nó đóng rất tiếp. Và bây giờ thì mình sẽ bật nước lên, kiểm tra hai cái con van hàng nhiệt. Đơn giản nhất là chúng ta sẽ cho nó ăn nước nóng. Mình sẽ bật nước lên. Khi mà động cơ mà nó quá nóng thì là do cái van này nó thường không mở này, các bạn này, động cơ quá nóng do van này nó thường không mở. Mà khi các bạn tháo ra mà thấy cái van này nó hở rồi, nó mở rồi, thì tức là lúc đấy cái van hàng nhiệt này nó cũng bị hỏng, bởi vì là nó mở ra thì nó sẽ làm cho cái nhiệt của chúng ta, nhiệt của động cơ nó ổn định, bắt buộc ECU nó phải phun nhiều nhiên liệu hơn, làm tối nhiên liệu. Nước của chúng ta đã sủi rồi. Bây giờ mình sẽ thả con van hàng nhiệt này vào đây. Mình sẽ cho nước nóng vào. Cho nước nóng vào hai con van hàng nhiệt này. Đợi trong vòng chỉ tầm 50 phút thôi, các bạn sẽ thấy sự khác nhau. Các bạn sẽ biết được là cái con van hàng nhiệt nào nó còn hoạt động. Thì khi mà cho nước nóng như này thì cái cảm biến thủy ngân, đây cảm biến thủy ngân nó ở trong này, thì nó khi mà gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ ép lò xo lại và nó mở cái van trên này ra, để cho nước ở trong động cơ nó chảy ra ngoài, kết sinh hàn. Đấy, như các bạn thấy cái con van hàng nhiệt này nó đang mở rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái khe hở kia chưa? Làm một quay video nên hơi khó. Đấy, các bạn nhìn thấy khe hở đi ạ. Khi mà gặp nước nóng thì khe hở này nên nó sẽ cái lò xo này nó sẽ ép lại và nó đẩy, nó mở cái van này ra này, đẩy bê tông này xuống, và cái khe hở này nó sẽ tạo ra một khe hở, và từ đó thì nước trong động cơ nó sẽ chảy ra,
Còn bên này thì cái này không có gì các bạn này. Cái này thì nó vẫn rất là chặt. Thì cái van hàng nhiệt này nó bị chết rồi, nó bị kẹt rồi. Cái cảm lực thủy ngân nó không còn hoạt động nữa, nên nó bị kẹt. Đấy, còn cái bên này nó mở ra các bạn này. Cái con hàng nhiệt này nó hoạt động thì dựa vào cái nhiệt độ của động cơ. Khi mà nhiệt độ của động cơ càng nóng thì van nó mở ra càng to và nước cứ chảy ra két sinh hàn thì càng nhiều. Cái van này của mình chắc là cũng để lâu rồi nên là nó cũng không được mở to lắm. Mình đến lâu rồi nên là nó không mở to lắm. Bây giờ mình sẽ bật tôi lại thử lại một lần nữa cho các bạn xem. Nó rất nóng rồi nhưng mà nó mở không được to lắm. Đây nó mở sẽ quanh khu vực này các bạn này. Nó mở rồi các bạn. Đấy, đây là tức là van để chúng ta nó vẫn còn hoạt động tốt. Nó sẽ tạo ra một cái khe hở ở đấy. Chỗ tô vít mình chỉ đây, đây là khe hở của van này. Đấy, nó mở ra to dần. Tức là nó sẽ ép cái lò xo này lại, nó đẩy cái bê tông này xuống, nên tạo ra một khe hở. Và từ đó thì nước trong động cơ nó sẽ theo cái khe hở này nó ra cái két sinh hàn. Và từ két sinh hàn thì quạt gió nó sẽ làm mát, nó sẽ giải nhiệt và từ đó thì nó sẽ quay trở lại động cơ. Đấy, các bạn nhìn thấy ở nó to dần lên chưa? Và khi các bạn mà tháo ra và thấy cái con cảm cái van hàng nhiệt nào mà nó hoạt động, mà nó khi các bạn tháo ra và các bạn đã thấy nó có một khe hở này rồi thì tức là cái con van này nó cũng bị hỏng rồi. Đó, nó cũng bị hỏng rồi thì là nó mở liên tục. Nguyên lý của nó là khi mà nó chưa gặp cái nước nóng thì là nó phải đóng kín, và khi cái nước nóng gặp nước nóng thì nó sẽ mở ra như thế này. Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không? Đây, nó có một cái ở đấy. Đấy, và nó đóng lại. Đấy, nó sẽ dần dần nó sẽ đóng lại. Đấy, đây là kín này các bạn. Kín hết rồi. Đấy, khi bình thường là khi mà nước trong động cơ nó chưa nóng thì nó sẽ đóng lại như này. Và khi nước trong động cơ nó đủ nóng rồi, nó nóng thì nó sẽ làm cho cảm biến thủy ngân này nó hoạt động và nó nén nó so lại đồng thời nó đẩy bít tông này xuống thì nước trong động cơ thì nó sẽ chảy ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Thì các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn. Cảm ơn các bạn.